Các bạn thân mến, trên đây các bạn đang xem là hình ảnh của một vườn chanh. Vườn này thì có diện tích rất là rộng và cái số gốc chanh như thế này là 600 gốc. Thì đây là gốc chanh mà đã được trồng hơn một năm, có nghĩa là đường kính của nó bằng một cái ống nước phi 27. Và trên thân cây thì có nhiều thế hệ. Đây là những quả tương đối cứng cáp, mà quả này thì nhỏ hơn, rồi đến những cái quả nhỏ hơn nữa đây. Thì đây là gọi là chanh tứ quý, hay còn gọi là chanh bốn mùa. Giống chanh này thì đặc thù là rất là sai, và trên thân cây lúc nào cũng có hoa, lụ và quả nhỏ và quả lớn. Thì mình sẽ thu hoạch quanh năm. Và các bạn trồng thì các bạn bón chanh như thế này. Chanh là một giống ăn nổi và ưa độ ẩm. Cái thời điểm mà ra quả con thì các bạn nên tưới tốt thì sẽ không bị rụng quả. Còn đây là phân chuồng, đây là phân bò đấy. Đất mặc dù không được tốt thì các bạn chăm bón tốt ở phần gốc thì chanh cũng phát triển rất tốt. Ở các vùng khác, một số bạn thì cũng bảo là có phù hợp hay không, nhưng mà trả lời luôn là chanh nó không yêu cầu là ăn xa mà ăn dễ lổi, ăn quanh gốc mình thì chứa là mình trồng mình bón được. Thì nếu như quý vị các bạn có nhu cầu mua cái giống chanh mà nó là cái sản phẩm hương liệu trong bữa ăn cũng như là xuất khẩu, thì chanh này ưu điểm là mọng nước và cũng rất là thơm, giữ được cái hương vị của chanh ta mình ngày xưa. Thì quý vị các bạn có thể vào cái kênh YouTube của mình. Trên kênh YouTube của mình thì sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể hơn, có những cái thông tin để các bạn có thể là mua giống hoặc mua quả, hoặc là học hỏi những cái kinh nghiệm kỹ thuật, hoặc là mua đánh bứng cả những cái cây gốc nó bằng như thế này. Thì số điện thoại liên hệ để các bạn có thể tiện trao đổi là 0163 5305 982. Đây là hoa chanh, đây là quả. Hôm nay thì cũng vừa thu hoạch tương đối. Đấy, các bạn có thể thấy là gốc chanh thì các bạn chăm sóc như thế này, ủ phân chăm sóc như này. Nếu như các bạn thiết kế được cái hệ thống tưới tiêu ống chìm thì rất là tốt, tiện cho công tác chăm sóc tưới. Đây là những quả to. Các bạn có thể thấy ví dụ như những cây này thì nó còn cũng là cồng nhưng không lớn được. Những cây này mặc dù không lớn mấy nhưng mà rất là sai quả. Vào cái thời điểm sung thì các bạn biết là quả nó như này tất. Các bạn có thể nhìn tổng thể một cái cây chanh như này rất là quả rất là tốt, mà cây như này là vẫn chưa phải là sai lắm đâu. Tôi đếm sơ bộ là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68.
đó là 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Sơ bộ là những cái quả mà cỡ như thế này. Cỡ như thế này trên trên thân là như cây này là khoảng đường kính cũng khoảng bằng ống 27. Và tán cây thì các bạn nhìn có thể như này. Cũng nhỏ thôi. Nhưng cũng quả to là được 100 khoảng 160, 150 quả. Còn những cái quả nhỏ. Quả nhỏ như này là không đếm. Và khi chúng ta thu hoạch những quả quả nhỏ quả to xong thì những quả kế cận, quả to này những quả kế cận thì quả nhỏ sẽ phát triển lên. Thì các bạn thấy là cái giống chanh này rất là năng suất. Các bạn có thể vào Zalo bằng số điện thoại của mình 0163530982. Các bạn có thể vào cái kênh Facebook của mình hoặc gọi điện cho mình 0163530982 để cùng phát triển cái cây chanh ở Việt Nam, tạo thành một cái thương hiệu cũng như để xuất khẩu được cái chanh này. Theo mình được biết thì cái chanh thì cũng có cái hương vị có thể là làm hương liệu trong cái vấn đề về dầu gội hoặc là những cái hương vị về trong cái thành phần bữa ăn, hoặc là có thể chiết xuất ra những cái chất gì đấy. Mình không có chuyên khoa nhưng mình thấy là cái cây chanh này nó rất là gần gũi với mọi nhà mọi người. Thì mình thực hiện cái video này cũng muốn là khi mình đã trồng thành công rồi, cũng muốn là thành lập một cái hội hiệp hội mà cũng như để phát triển chia sẻ cái kinh nghiệm cái thương hiệu cây chanh rộng ra để cho tất cả mọi người trên quê hương Việt Nam tạo thành một cái sản phẩm để chúng ta có thể là xuất khẩu ra nước ngoài. Đấy. Thì cái này thì cái việc trồng như thế này thì các bạn lưu ý, nhưng mà nếu như các bạn có nhiều đất thì các bạn trồng mỗi một cây cách nhau từ 2,5 m đến 3 m, và hàng cách hàng là trước mắt thì hàng cách hàng khoảng 2,5 m. Còn nếu mà các bạn ít đất thì các bạn trồng hẹp hơn. Đấy. Cái bệnh của cái cây này thì chủ yếu là các bạn phòng được những cái bệnh dậy hoặc là nấm rễ hoặc là sâu đục thân. Nên các bạn có thể là định hình là như vậy. Thì trên đây là cái video mình muốn chia sẻ với toàn thể bà con nông dân. Ai có nhu cầu mua giống hoặc là đơn vị nào muốn mua quả thì các bạn có thể đặt hàng qua số điện thoại hoặc liên hệ. Địa chỉ của bên chúng tôi là tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bạn có thể đi theo cái từ đại lộ Thăng Long đi đến khu làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, các bạn tìm hiểu đến xã Vân Hòa. Nơi đây thì xã Vân Hòa thì trực thuộc là một xã mà chứa đựng một cái đơn vị du lịch, đó là khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên. Các bạn xem trên bản đồ có thể định hình ra cái đường đi đến cái chỗ gần cái lối rẽ vào để đi vào khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên, thì các bạn có thể liên hệ cho bên mình. Đấy, vườn chanh. Cả bên kia nữa, bên cái téc nước kia vẫn là vườn chanh nha các bạn nhé. Xa xa téc nước vẫn là vườn chanh. Thì vừa rồi mình cũng có đăng một vài bài thì cũng
có một bác ấy gọi điện và cũng chia sẻ một cái chủ đề rất hay, cũng là bác ấy trồng chanh ở trên bồn bồn ở trên ang trước khuôn viên ở sân. Thì mục đích là bác ấy vừa là hái lá chanh để ăn thịt gà, vừa là vặt quả để làm nước chấm, hai nữa là có cái hương vị rất là thơm thoang thoảng tại khuôn viên bộ bàn ghế đá ở sân. Và bác ấy cũng tạo cái cây chanh có một cái tư thế rất là đẹp, nó vừa thể hiện cái tính chất nghệ thuật cây cảnh bonsai. Thì cũng đây là cũng một cái hướng mở để cho các bạn trẻ phát triển. Nếu như các bạn thấy hợp lý hãy đăng ký và gọi điện để được biết chi tiết thêm. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả.